để chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Có lại đó. Tuyệt vời. Anh Dũng có thấy không, khi chúng ta được hưởng quả đá phạt, ông Park Hang-seo đã ra ký hiệu và tôi hiểu rằng đó là một sự chỉ định người xuất phạt. Và đó là những cái ký hiệu mà ông và các học trò đã liên lạc với nhau rất nhiều lần. Và hãy cùng thưởng thức khoảnh khắc Quang Hải với một siêu phẩm dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu. Và sức nóng chắc chắn đã được đẩy lên cao hơn rồi. Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay. Điểm 10 cho bàn thắng này ở đường cong quá hoàn hảo của nó tạo ra. Tôi nghĩ là những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng không thể cản. Xuân Trường, Quang Hải, chân trái. Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan. Đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một rừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng. Đường cong quá mỹ miều. Như một chiếc lò xo để bây giờ anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá lập tung lưới của Yemen. Không phải là cầu vồng trong tuyết, nhưng tác phẩm này cũng là một đường cong mỹ miều và nó xứng đáng nhận điểm 10. Vẫn là Quang Hải, phối hợp rất hay, cú cơ long tiếp theo. Vào! Đây thực sự là một tuyệt phẩm của Quang Hải. Một cú đúp dành cho cầu thủ đeo áo số 19 của U23 Việt Nam. Những bàn thắng như vừa rồi đã nói lên hết được tố chất của Quang Hải, một cầu thủ được các huấn luyện viên đánh giá rất cao ở cả cấp độ câu lạc bộ cũng như là ở đội tuyển quốc gia. Lại thêm một tuyệt phẩm nữa bằng lòng trong chân trái chân thuận của Quang Hải. Những cú sút đều ra ngoài tầm kiểm soát của thủ môn. Có thể dứt điểm, nhưng đó là một pha phối hợp với Quang Hải. Cú cứu long 1-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải sau pha phối hợp với Công Phượng. Cuối cùng thì chúng ta đã cụ thể hóa sức ép và ưu thế về mặt thế trận suốt từ đầu trận đấu bằng bàn thắng mở tỷ số của Quang Hải. Vừa rồi là một trong những tình huống xử lý sở trường của Quang Hải, cầu thủ thuận chân trái. Đây là một tình huống đi bóng khi chúng ta nhớ tới một ngôi sao bóng đá Hà Lan, đó là Arjen Robben. Những pha đi bóng vào trung lộ và cứa lòng chân trái rất hiểm hóc. Và với quỹ đạo của cú sút như vừa rồi thì kể cả tình huống xử lý tốt. Văn Hậu, nhà bóng ơi, Quang Hải. Bàn thắng khiến chúng ta nhớ lại màn trình diễn của chính Quang Hải tại M150 Cup cách đây chưa lâu, với hai tuyệt phẩm vào lưới U23 Myanmar. Chúng ta xem lại pha bóng này một lần nữa. Pha nhả bóng của Công Phượng cũng là rất hay, rất tỉnh táo để bóng đến đúng vị trí, đúng tầm chân dứt điểm của Quang Hải. Một bàn thắng có thể làm hài lòng cả những người khó tính nhất và hoàn toàn được chấm điểm 10 ở cách mà Văn Hậu vượt qua cầu thủ đối phương, ở cách mà Công Phượng nhả bóng lại và cuối cùng chúng ta cũng đã phá được mấy việc đi và đã thành công. Lần thứ hai Quang Hải thoát xuống đến gần với khung thành của thủ môn Parisan. Và lần này thì lưới của đội tuyển Malaysia bị rung lên và bàn thắng được công nhận chứ không bị từ chối như lần trước đó. Pha ghi bàn đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Quý Ngọc Hải là người đóng vai trò kiến tạo một pha ngả người cực dẻo của Quang Hải vào lưới.